Mọi người nhá, mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế neo tròn bàn trơn bên mình cho các bạn xem nhá. Đây là dòng ghế chủ gồm bàn ghế và bánh xe bên mình nhá. Đây, màu sắc rất là đa dạng và đẹp nhá các bạn. Các bạn nhìn này. Đấy. Đây nhá, màu sắc rất đa dạng. Nhìn này, mình gần 80 cân mà mình ngồi ghế rất là thoải mái nhá. Các bạn đang tìm một dòng ghế mà có mỗi đại ghế với bánh xe di chuyển tiện lợi thôi thì dòng ghế này rất là ok nhá mọi người nhá. Chiều cao tổng của nó tính cả mặt ghế là tầm 12 cm nhá. Đệm ngang 33 cm nhá mọi người nhá. Đây, màu sắc này rất là đa dạng cho các bạn lựa chọn này. Đấy, bánh xe thì di chuyển dễ dàng tiện lợi nhá mọi người nhá. Rất là chắc chắn nhá. Ghế này chỉ đồ sức nặng tầm 150 cân mọi người ạ. Đây, bây giờ mình test độ bền sản phẩm nhá mọi người. Có thể đứng lên như thế này này. Đấy, rất là thoải mái nhá. Đây, một tí sau nó lại phải hồi về luôn. Đấy, các bạn thấy độ mút cao su bên mình rất là xịn nhá. Này, màu sắc rất là đẹp và đa dạng. Hàng này thì mình có hơn 25 màu cho các bạn lựa chọn cơ. Tùy vào nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể chọn màu sắc cho hợp lý nhá. Mẫu ghế này chuyên cho các bạn ngồi đóng hàng này, ghế neo ngồi bệt này, hoặc là cho các bạn trẻ em ngồi cũng rất là thích nhá mọi người nhá. Đấy, thôi mình quay qua giới thiệu sản phẩm một đoạn với tôi. Mình cảm ơn các bạn nhá. Mình chào các bạn.